con cầu xin Chúa ngài bao phủ và dắt dẫn, gìn giữ, chăm sóc các bà trong cánh tay yêu thương của ngài. Chúng con cầu xin Chúa ngài ban ơn cho các bà mẹ có nhiều sức khỏe. Xin Chúa cho các bà mẹ, các chị em của chúng con có tấm lòng yêu mến Chúa nhiều hơn, có đức tin mạnh mẽ để bước đi với Chúa và có hết lòng trung tín, sốt sắng trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa trong những ngày tới. Chúng con cảm ơn ngài. Chúa ơi, xin Chúa ngài cũng ban ơn cho các bà mẹ này có sự khôn ngoan, học biết lời của Chúa, để nhờ lời của Chúa giúp đỡ cho các bà, để đem lời của ngài nuôi dưỡng cho con cái dạy dỗ con cái của mình đi theo đường lối của Chúa. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con cầu xin Chúa ngài nâng đỡ và dìu dắt các bà trong mọi hoàn cảnh, để rồi các bà lo cho gia đình, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chồng con của mình. Chúng con cảm ơn ngài. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa ngài đổ ơn và năng quyền của ngài đầy dẫy trên các bà mẹ của chúng con tại đây, để rồi các bà có thể làm trọn trách nhiệm của mình đối với chồng con, đối với gia đình. Chúng con mong rằng các bà sẽ dành nhiều thời giờ để đến với Chúa nhiều hơn trong sự cầu nguyện, để rồi có thể cầu thay cho gia đình, cho con cái của mình và cho hội thánh của Chúa nữa.